Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em lại quay trở lại với một video mới trên kênh Máy của Nội. Thì ngày hôm nay thì Hoàng Sơn mình sẽ giúp đỡ cho các anh em, đặc biệt là các anh em thời điểm này, những người đang tìm hiểu việc làm kèm nhiếp ảnh ấy. Thì có thể nhiều anh em mà có kinh phí nó chưa được cao, khoảng tầm 10 triệu đổ xuống, thì nhiều anh em đặt câu hỏi liệu không biết là với mức kinh phí thấp như này thì có liệu có thể sắm được con máy ảnh hãng Canon nào nó tốt. Bởi vì Canon là một cái dòng hãng máy ảnh mà có rất nhiều anh em đã biết đến rồi, gần như là phải đến 70-80% các anh em mới chơi thì thường là sẽ tìm cách là mình khởi đầu với một con máy Canon là con máy đầu tiên của mình. Thì ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em là 5 dòng máy Canon giá dưới 10 triệu kèm ống kính, mà trong thời điểm này rất là phù hợp để anh em thể mình làm quen, mình bắt đầu với nhiếp ảnh trên con máy này nhá. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu một con máy mà mình cũng không xin phép là không giới thiệu quá chi tiết con máy này, bởi vì con máy này thì nó cũng đã có mặt ở trên kênh rất nhiều lần rồi. Đây còn Canon 7D, con máy này thì nếu anh em nào có thể chúng ta theo dõi kênh thời gian dài sẽ biết là có rất nhiều video của Máy Ảnh Quân Nội nói về con máy này rồi. Thì nếu như anh em mà muốn biết thêm thông tin chi tiết ấy thì chúng ta có thể xem thêm ở những cái video trước đây mình đã làm, cả về giới thiệu qua về con máy này, hay kể cả giới thiệu chi tiết, cả về trải nghiệm thực tế, hay là kể cả những cái video về POV. Thì mình cũng xin gọi là giới thiệu nhanh con này thôi nhá. 7D ấy, thì là một con máy mà mặc dù nó đã ra mắt từ rất là lâu rồi, nhưng mà thời điểm năm 2024 hay là kể sau này nữa ấy, thì vẫn là một con máy lựa chọn hàng đầu cho các anh em mới làm quen nhiếp ảnh. Thứ nhất thì đem con máy giờ nó giá nó rất là rẻ rồi. Một con 7D kèm một con ống kính gọi là dòng tương đối tốt một chút, ví dụ như là những con 1855 này, 50 1.8 này, hay là anh em có thể là mình đầu tư mình dôi dư thêm mình có thể sắm thêm con Sigma 1750 f2.8 này, thì combo này cũng chỉ loanh quanh giá loanh quanh tầm khoảng từ 10 đến 12 triệu thôi, tùy tình trạng thân máy của mình nhá. Thì con 7D này cái thời điểm nó ra mắt ấy là nó là được sinh ra để dành cho những cái người phóng viên đi chụp đưa tin tức này, chụp sự kiện thể thao, nên là cái phần cứng con này thì cực kỳ bá đạo luôn tại thời điểm nó ra mắt nhá. Còn có thể là sau rất nhiều năm thì có thể cái phần cứng này nó không còn được ấn tượng như thời điểm nó mới ra mắt hồi năm 2009 nữa. Nhưng mà với thời điểm bây giờ, nếu như mà cái nhu cầu anh em là một người chúng ta đang làm quen nhiếp ảnh, và đặc biệt là anh em cần một con máy mà có cái hệ thống lens tương đối tốt để không bị bất cứ thể loại ảnh nào làm khó ấy, thì 7D vẫn là một con máy mình nghĩ là không thể nào anh em bỏ qua. Đặc biệt là những cái con 7D mà nếu tình trạng mà nó còn tốt thì anh em mình nghĩ rằng những con máy sẽ giúp cho anh em thể sử dụng được một thời gian rất là lâu dài. Về bản chất đây là những con máy được thiết kế với cái độ bền bỉ rất cao này, có lớp vỏ hợp kim magie này chống chịu thời tiết này, có cái giao diện rất là chuyên nghiệp, có những cái joystick các kiểu, những cái vòng xoay thao tác rất là tiện luôn để anh em có thể chúng ta làm quen cái giao diện này. Và sau này khi mà chúng ta đã nắm chắc được những cái cơ bản của nhiếp ảnh rồi và chúng ta muốn nâng cấp lên những cái dòng máy đời cao hơn, thì cái giao diện này nó rất là giống với những dòng máy đời cao hơn của Canon nhá. Dù kể cả anh em chuyển lên những dòng như kiểu như là 5D3, 5D4 này, thì cái giao diện kiểu như này thì cũng rất là giống với con 7D. Anh em sẽ không bị bỡ ngỡ trong việc chúng ta chuyển đời lên đời. Đó, 7D thì mình cũng xin gọi là chia sẻ những cái điểm trừ của nó nhé, để anh em có thể là chúng ta kinh phí không được dư giả thì chúng ta nên tránh. Thứ nhất thì đem con máy nó có cái khối lượng khá là to, nên mình khuyên là những bạn nào, đặc biệt là những bạn nữ ấy, thì không nên chọn con máy này, bởi vì cầm con máy này một thời gian thì sẽ cảm thấy là nó rất nặng này, dùng nó bị cấn bị mỏi. Và con máy này thì nó cũng hỗ trợ cái việc quay video không được tốt. Một con máy nó thời điểm nó ra mắt từ năm 2009 thì thường là cái tính năng video nó còn thiếu sót khá là nhiều, nên anh em nào mà mình muốn sắm con máy mà vừa để quay vừa để chụp ấy thì mình xin gọi là không đề xuất con máy này. Còn nếu như mà cái yêu cầu chỉ cần chụp thôi thì Canon 7D là một con máy lựa chọn rất là ok. Với cái điểm thứ hai thì cũng cần phải lưu ý là 7D là một con máy mà trước đây theo như những cái trải nghiệm của rất nhiều người dùng trước đây, người ta đã nhận xét ấy, là chụp trong điều kiện thiếu sáng nó tương đối kém, bởi vì là cái hệ thống xử lý trong con 7D này thì nó cũng là đời cũ rồi. Nên là nếu anh em nào mà kiểu chúng ta chụp trong điều kiện thiếu sáng, chụp buổi tối thì nên là cân nhắc việc là mình nên sắm 7D kèm với những con kính khẩu lớn, khẩu ít nhất là khoảng tầm 1.8 đến 1.4 để chụp thiếu sáng mình không phải nâng ISO lên quá cao. Còn nếu như chúng ta mà dùng những con ống kít ấy thì có thể là tìm kiếm những giải pháp kiểu đèn trợ sáng, đèn flash, bởi vì cái ISO của con 7D này được đánh giá là không được tốt cho lắm. Ok, tiếp theo. Một con máy thì cũng có thể gọi là người anh em với con 7D, đây là con Canon 60D, thì mình cũng xin phép là cũng không đi vào chi tiết con máy này, bởi vì đã lên sóng rất là nhiều trên kênh Máy Quân Nội rồi. Anh em có thể muốn xem chi tiết về con máy này hơn thì mình sẽ bảo bạn editor để những cái phần link ở đây để anh em có thể dẫn sang để xem và tham khảo nhá. Thì mình cũng gọi là mình xin giới thiệu nhanh con máy thôi. Canon 60D thì cũng có thể gọi là một con máy nó cùng với cái thế hệ con 7D vừa rồi. Nó cũng đã ra mắt cũng khoảng tầm hơn 10 năm rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì thứ nhất là giá nó rất là rẻ, và thứ hai là về những cái tính năng gọi là hỗ trợ cơ bản về việc gọi là nhiếp ảnh thì mình nghĩ là nó vẫn phù hợp để
các anh em mới làm quen với nhiếp ảnh ở mức độ cơ bản, căn bản ấy, làm quen, tìm hiểu thì Canon 6D vẫn là con máy vẫn rất ok. Nó không phải là con máy nó quá cũ để mà anh em có thể chúng ta phải lo lắng, phải ngại ngần về việc là nó cũ quá, không còn đủ để anh em làm quen nhiếp ảnh được. 6D thì nó con máy nó thứ nhất là nó mang cho mình một cảm biến ABS-C thì vẫn là một cái cỡ cảm biến đảm bảo để cho anh em được cái chất ảnh nó đẹp. Và cái file RAW của con Canon 6D này thì hiện tại bây giờ vẫn được nhiều người đánh giá là có cái mức độ tùy biến nó tương đối tốt để có thể chúng ta học hậu kỳ, chúng ta vẫn thể yên tâm là chụp con máy này để ở định dạng file RAW về vẫn có nhiều những cái tiềm năng để anh em hậu kỳ chỉnh sửa bức ảnh để cho ra cái kết quả nó đẹp hơn. Canon 6D thì nó con máy nó cũng ra mắt vào cái thời điểm chuyển giao cái thiết kế của Canon ấy, nên là cũng có một vài cái phần mà có thể sẽ có nhiều anh em cảm thấy nó rất thích thú, rất là hữu ích. Ví dụ như là cái màn hình xoay lật này thì cũng lần đầu tiên có mặt trên con Canon 6D mà về sau này trở thành như kiểu là một cái tính biểu tượng của hãng Canon ấy, là gần như hãng con dòng máy nào của Canon mà đều được trang bị cái màn hình xoay lật kiểu như này. Thì con Canon 6D này là một trong con máy đầu tiên được trang bị cái màn hình kiểu như này nhá. Nó sẽ giúp cho anh em có thể trong việc mình chụp ảnh, nó sẽ việc mình điều chỉnh góc máy, mình xoay lật các thứ nó sẽ rất là tiện. Nó không phải làm cho anh em phải lăn lê bò trườn, phải muốn chụp góc khó thì mình phải nào là bắc ghế đứng thêm hay là chúng ta phải bò lăn ra đất để chụp ảnh. Thì với việc có cái màn hình xoay lật này, đặc biệt là anh em chụp qua chỗ live view nó rất là tiện luôn. Cái thứ hai thì con Canon 6D thì cũng là một con máy nó có cái thiết kế nó cũng ở mức độ là tương đối là chắc chắn nhá. Nó vẫn là mang cái lớp vỏ nhựa polycarbonate thôi, nhưng mà về gọi là qua rất nhiều năm và đánh giá của người dùng thì thấy là cái lớp vỏ này khá là bền và có cái mức độ chống chuyển tiết cũng tương đối tốt. Đương nhiên là không nên mang ra ngoài trời mưa rào, bởi vì mưa rào thì cái lớp vỏ này mình nghĩ là sẽ không đủ cái độ chống chịu thời tiết để ngăn cho nước mưa nó đi vào bên trong. Còn lại thì nếu như mà rời mưa phùn các thứ thì anh em vẫn có thể yên tâm dùng cái máy này, không lo là bị máy bị dính ẩm, dính hơi nước. Con này thì nó cũng ra mắt cũng tương đối lâu rồi, nên là anh em cũng nên lưu một vài điểm là nó sẽ thiếu khá nhiều cái công nghệ hiện đại, ví dụ như không có wifi này, máy không có cảm ứng này, hệ thống lấy nét thì cũng tương đối là đời cũ, nên là anh em dùng thì mình khuyên là không nên chụp những cái thể loại ảnh mà mục tiêu di chuyển quá nhanh, nên chụp những thể loại ảnh tĩnh thôi, kiểu như chụp tĩnh vật này, chụp cây cối phong cảnh, chụp chân dung. Còn nếu như mà chúng ta dùng cái live view của con máy này thì lại càng phải lưu hơn nữa, bởi vì cái công nghệ live view của con 6D này nó thuộc dạng đời rất là cũ, và live view thì nếu anh em mà không học thêm những cái thủ thuật kiểu như là để mình lách qua được cái những cái hạn chế của cái hệ thống lấy nét live view này thì sẽ cảm thấy là live view của con này rất là tệ luôn. Đấy là điều anh em phải lưu ý nhá. Thì tóm lại thì con máy này thì nó sẽ rất là phù hợp để các anh em có thể là mình mà làm quen với nhiếp ảnh, chúng ta có mức kinh phí khoảng tầm dưới 10 triệu là hoàn toàn có thể sắm được một con 6D kèm con ống kính dòng zoom hoặc là dòng fix rồi, để mình có thể làm quen với nhiếp ảnh mà vẫn có được cái chất lượng ảnh rất là đẹp rồi. Con 6D này thì mình nghĩ là bây giờ kể các bạn học sinh sinh viên có khoảng tầm khoảng dưới 10 triệu thì cũng không thể nào bỏ qua con máy này được nhá. Đấy, mình xin giới thiệu lại con 6D này. Thì tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến một cái dòng máy mà thời điểm bây giờ thì cũng đã rất là hot nhá. Con máy này thì một thời gian trước thì có thể là có khá là sẵn trên thị trường, nhưng mà bởi vì bây giờ là cái xu thế của các bạn bây giờ là rất thích những dòng máy nhỏ gọn, thì con máy này nó cũng một phần nào đấy là nó cũng đã là cầu vượt cung rồi, nên là anh em mà tìm con máy này cũng sẽ hơi khó. Đây chính là con Canon M10, một con máy mà được một rất nhiều bạn nữ yêu thích. Thứ nhất là con máy này nó nhỏ gọn, cực kỳ nhỏ gọn luôn nhá. Đấy, các bạn xem này, anh em xem này. Nó nhỏ gọn nhưng mà nó vẫn có màn hình xoay lật mà màn hình này cảm ứng luôn. Đấy, và thứ hai là con máy này thì nó cũng có cả cái tính năng kết nối wifi nhá. Nên là đặc biệt là với những bạn nào mà hay đi chơi hay di chuyển thì rất thích những con máy mà kiểu nhỏ gọn như này. Thứ nhất là nó tiện, và thứ hai là anh em sử dụng có thể là mình cũng xin gọi là chia sẻ một tí về gọi cái trải nghiệm của mình sau khi mình dùng qua rất nhiều dòng máy ấy. Thì nếu như các bạn mà kiểu đi những cái hội chợ này, đi qua những cái triển lãm này và bảo tàng các kiểu, thì thường là nếu các bạn mà cầm con máy mà dòng to to kiểu như con 6D này thì thường là khi mà đi vào thì thường là các cái đơn vị quản lý họ sẽ có phần ở đấy là họ cũng hơi nghi ngại cái việc là các bạn cầm con máy mà trông nó hơi hơi to to như vậy vào những khu vực kiểu triển lãm, vào những cái hội chợ kiểu. Trong khi đấy nếu như các bạn mà cầm con máy này thì lại gần như là không ai để ý gì cả. Họ nghĩ đây kiểu như con máy du lịch, kiểu máy đồ chơi thôi, nên là các bạn cầm con máy này vào những khu vực đấy chụp không mấy khó khăn. Mà chất lượng ảnh của những cái dòng máy gọi là dòng mirrorless kiểu này á thì không hề kém cạnh gì so với con máy dòng to như này đâu nhá.
Nên là anh em sẽ thấy là gần đây rất nhiều các bạn là đi tìm những dòng máy kiểu như con Canon 10-10 như này, vừa hiện đại vừa đời mới, lại còn những cái lợi thế về việc gọn gàng nhỏ nhắn của nó nữa. Thì mình nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều bạn là sẽ phù hợp với con máy này hơn so với những dòng máy DSLR. Thì với mức kinh phí khoảng tầm 10 triệu đổ xuống là anh em đã hoàn toàn có thể mình sắm được một con M10 kèm ống kính với tình trạng rất là đẹp rồi. Tuy nhiên thì như mình đã nói rồi ấy, là hiện tại bây giờ là cái dòng M10 này, thứ nhất là trên hãng Canon họ đã ngừng sản xuất này, thứ hai là bây giờ là cái xu hệ thế các bạn bây giờ là rất là hay yêu thích và tìm kiếm những dòng máy kiểu nhỏ gọn và công nghệ nhiều công nghệ đời mới như này, đặc biệt là các bạn nữ, nên là bây giờ anh em để mà tìm được một con Canon M10 thì khá là khó. Hiện tại bây giờ shop mà anh cũng nói cho mình thì cũng còn duy nhất một con M10 như này thôi, và với cái màu kiểu màu xi măng này khá là hiếm nhá. Nên anh em nào mà có quan tâm đến con M10 này thì hãy nhắn tin liên hệ trực tiếp với chúng mình để có thể sở hữu cái máy này với thời gian sớm nhất và giá hợp lý nhất nhá. Còn những con máy thiết kế kiểu nhỏ gọn, kiểu những cái dòng máy mirrorless như này thì nó là xu thế tương lai. Nên mình cũng xin giới thiệu đến anh em một cái người anh em của con M10. Con máy này thì có thể coi là một con M10 phiên bản gọi là mở rộng hơn, chỉ là con Canon M3. Thì con máy này cũng hiện tại cũng đang được rất nhiều các bạn tìm kiếm, bởi vì thứ nhất là nó khá là nhỏ gọn này, thứ hai là con M3 này thì có một vài cái phần nào đấy nó rất giống với con M10 và có cái phần nó còn hỗ trợ nó tốt hơn. Thì cụ thể là như nào thì có thể nhiều anh em không biết ấy, là con Canon M3 này là có hỗ trợ jack mic nhá. Đây này, ở đây là có thể cắm được jack mic 3.0 luôn nhá. Còn con Canon M10 thì là không có cái jack mic này. Nên là nếu như mà trong quá trình mình muốn quay video mà mình muốn gọi là thu cái mic ngoài để gia tăng cái chất lượng âm thanh của mình ấy, thì dùng con M3 này sẽ có nhiều cái lợi thế hơn. Ngoài ra thì con M3 này cũng có những cái lợi thế như kiểu cái thân vỏ build nó cũng chắc chắn hơn so với con Canon M10 này. Nói chung là về những cái tính năng về sử dụng, về giao diện thì những cái phần phím nút của con M3 này cũng được làm nó có phần là nó to hơn, sử dụng nó tách bạch hơn so với con M10. Và M3 thì cũng là một con máy cũng đời rất là mới, nên công nghệ vẫn còn khá là hiện đại, có nhiều cái tính năng hỗ trợ người dùng, có màn hình cảm ứng, có wifi kết nối chuyển ảnh. Thì nói chung là bây giờ những cái xu hướng bây giờ là các bạn là muốn tìm những dòng máy nhỏ gọn thì những cái dòng máy như là M3 hay M10 kiểu này rất là hot. Tuy nhiên thì cũng phải khẳng định một điều, đó là bây giờ các bạn để mà muốn tìm được những con máy kiểu như này thì nó khá là khó hơn so với thời gian trước. Bởi vì bây giờ cái xu hướng bây giờ các bạn đang đi tìm những con máy này rất là nhiều, mà trong khi đấy thì hãng Canon họ đã ngừng sản xuất những con máy này rồi, không còn nhiều hàng mới nữa. Nên là các bạn nếu như mà chúng ta đang thời điểm này cần tìm những con máy nhỏ gọn thì mình khuyên là hãy liên hệ với cả shop chúng mình thật là sớm nhé, để có thể có cơ hội mình sắm được những con máy nhỏ gọn của hãng Canon M. Và cuối cùng thì mình muốn nói đến một con máy mà hôm nay thì rất là tiếc mình không cầm trên tay, nhưng mà cũng là con máy đang rất là hot trên thị trường. Đó là con Canon 5D Mark II. 5D Mark II thì có thể anh em nào mà không biết thì mình cũng xin gọi là dẫn link ở trên những cái video trước đây mình đã làm con máy này rất là nhiều trên kênh luôn. 5D Mark II thì là một con máy hiện tại bây giờ có thứ nhất là mang cả về full frame nhưng mà giá rất là rẻ. Anh em hoàn toàn với mức giá ở dưới 10 triệu là có thể sắm được một con 5D Mark II kèm con kính kiểu 51.8 STM để chúng ta khởi đầu nhiếp ảnh, mà với cái chất lượng ảnh cực kỳ tuyệt vời luôn. Cảm ứng full frame nó vẫn là một cái gì nó khác biệt, rất là khác biệt so với những con máy mang cảm biến crop như kiểu những con máy vừa rồi mình giới thiệu. Tất cả những con máy mà vừa rồi, kể cả như con 7D này, con 60D, con M10, con M3 thì đều chỉ là những con máy mang cảm biến crop APS-C thôi. Còn với cái mức giá khoảng tầm dưới 10 triệu này thì rất là hiếm con máy mang cảm biến full frame. 5D2 thì làm con máy nó đã ra mắt rất là lâu, nó ra từ năm 2008. Về mặt công nghệ thì nó gần như bây giờ đến thời điểm 2024 ấy, nó là gần như chẳng có cái gì gọi là đời mới rồi. Thế nhưng mà có cái cảm biến của nó thì vẫn là một cái mang một cái chất lượng ảnh nó vẫn thuộc vào hàng huyền thoại. Một cái màu ảnh của con 5D2 ấy, thì mình trước đây đã có một vài cái video là mình trải nghiệm thực tế con máy này, mình gọi là đi quanh Hồ Gươm mình chụp ảnh thực tế cho anh em xem rồi. Và cũng không thiếu cái video POV mà mình có đăng ở trên kênh Máy Anh Cua Nội. Thì nếu anh em nào mà có thắc mắc cái chất lượng ảnh con 5D2 là như nào ấy, thì cũng có thể xem qua cái video đấy. Thì nếu như mà thời điểm này anh em có thể chúng ta khởi đầu nhiếp ảnh nhưng mà chúng ta vẫn muốn là có cái chất lượng ảnh thật là tuyệt vời. Chúng ta muốn một con máy mà có cái hiệu quả xóa phông nó tốt, nó có màu sắc các thứ thể hiện nhìn nó sướng ấy, thì không thể bỏ qua 5D2. 5D2 là con máy nó đã gọi là có mặt trên thị trường rất là lâu và đã có rất nhiều các nhiếp ảnh gia kỳ cựu, nhiếp ảnh gia nổi tiếng là làm nên tên tuổi là nhờ con 5D2 này rồi. Thì nếu anh em có thể chúng ta thời điểm này mà chúng ta muốn một con máy chúng ta bỏ qua vấn đề về công nghệ ấy, thì khởi đầu với 5D2 vẫn là một cái lựa chọn rất là ok nhá. Thì đây là mình vừa giới thiệu đến anh em là 5 dòng máy đến từ hãng Canon và có mức giá dưới 10 triệu mà thời điểm năm 2024. Anh em có thể chúng ta muốn khởi đầu nhiếp ảnh thì không nên bỏ qua 5 con máy này.
Những con máy mà có thể bây giờ giá nó rất là rẻ nhưng mà nó vẫn có những cái tính năng cực kỳ hay ho nhá, và vẫn đảm bảo cho các anh em là chúng ta làm quen với nhiếp ảnh với một cái chất lượng ngày tốt nhất này, với những cái hiệu quả sử dụng, với những cái sự tiện lợi nó rất tuyệt vời để chúng ta làm quen nhiếp ảnh, chúng ta gặp được nhiều những cái cảm xúc này, chúng ta làm quen việc chụp ảnh, làm quen việc sử dụng máy nó được thuận lợi này. Thì nếu anh em nào mà có quan tâm đến bất cứ một trong năm dòng máy mà mình vừa giới thiệu vừa rồi ấy, thì hãy để bình luận dưới comment nhé. Thì để shop bên của chúng mình sẽ cung cấp những thông tin chi tiết để cho anh em trong thời gian sớm nhất. Cảm thấy những video kiểu này hay thì hãy để một like, một sub để đón xem thêm những cái video trên kênh. Ok, xin chào tất cả anh em nhé. Hẹn gặp lại hôm sau.